Ok, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh tập luyện cùng với Fit You. Ngày hôm nay Fit You, Thủy và Đức Tú sẽ đem đến cho mọi người một bài tập giảm mỡ toàn thân. Giảm mỡ toàn thân giúp mọi người giảm mỡ bụng này, có những cái rãnh bụng sâu này, mặc được quần áo sexy hơn. Bài tập ngày hôm nay cực căng, đảm bảo luôn. Bắt đầu vào việc luôn nhá. Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với những bài tập trong series giảm mỡ, giảm cân cùng với Fit You. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phần khởi động của mình luôn nhá. Hai tay đặt lên nào, xoay. Khi mà chúng ta vặn sang bên ấy, chúng ta nhấc cái chân của mình lên. Đó, nhấc cái gót của mình lên. Vặn người sang bên. Khởi động là một phần không thể bỏ qua trong tập luyện mọi người nhá. Nó giúp chúng ta giảm thiểu chấn thương khi mà chúng ta tập luyện, đặc biệt là tập luyện kháng lực. Rồi, tay lên cao cả nhà ơi. Chân lên. Mới bài thứ hai thôi. Nên mọi người ơi, cuộc chiến bé mỡ là một cuộc chiến lâu dài. Đánh đuổi bé mỡ, mình phải rèn hết sức bền của mình nữa. Mỗi ngày tập với Fit You, với video của Thủy, của anh Quang, của team Fit You, của Yến, đó, sẽ giúp mọi người thành công trên cái con đường đánh đuổi bé mỡ. Rồi, tiếp nào, tay sang ngang mọi người. Nào, tay chạm vào mũi chân, đổi bên. Tiếp tục nào, đi lên. Tay chạm vào mũi chân, gập người xuống. Có những người thời gian rồi. Khi phần khởi động này mình có thể làm nhanh hơn một xíu. Đó. Sau khi mà mình khởi động, mình vào bài tập rất là sung, thì đến cuối mình sẽ, nào, kiễng chân lên nào. Tay sang ngang, kiễng chân lên. Tay đi sang, lên nào. Đó. Khởi động, hôm nay là một cái bài toàn thân của mọi người, nên là sẽ phải khởi động thật là nóng cơ thể của mình nhá. Kiễng chân lên mọi người, bước sang ngang, trùng gối của mình. Một lần nữa, đi lên và kiễng chân. Ok, động tác cuối cùng nào, chạy tại chỗ, nâng cao gối nào. Sau động tác này là chúng ta vào chiến với bé mỡ nhá. Nâng lên nào, nâng cao gối nào. Mình có thể là để tay của mình, ok, là đầu đùi. Cố lên nào, cố lên nào. 5 giây nữa. Cố lên cả nhà ơi. Ok, chúng ta đã sẵn sàng. Ok, sau cái màn khởi động rất là sung đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập chính của mình luôn này. Nào, bây giờ chúng ta sẽ xuống squat kết hợp chạm tay vào đất, được chưa ạ? Sau đó đổi bên. Tiếp tục nào. Chú ý về cái thì thuật squat của mình ấy. Mọi người mở gối theo hướng mũi bàn chân nhá. Thẳng cái lưng của mình. Đừng có ai gù lưng nha. Lên chúng ta siết chặt mông vào. Đó. 5 giây cuối nào. Rồi tiếp tục luôn nào. Hai tay ở phía trước nha mọi người. Hai tay ở phía trước, sẵn sàng động tác chưa ạ? Đó, chúng ta sẽ bật chân sang hai bên. Nào, sẵn sàng chị em, bắt đầu. Chỉ có bật thôi. Với những ai mà chúng ta còn đang thừa nhiều cân, chúng ta chỉ cần bước như thế này thôi cũng được. Được chưa ạ? Còn ai mà chúng ta cảm thấy nó nhẹ quá, bật lên đi. Bật lên đi mọi người. Bé mỡ bay xa luôn. Cái chân của mình sẽ bật bằng cái ức chân, nhón cái gót lên, bật sẽ rất là dễ dàng luôn. Ok, tiếp tục nha. Nào, chúng ta ngồi xuống nào. Nào, tay đưa lên phía trước, rồi bước từng chân lên một, bật. Ngồi xuống nào. Lên. Bật nào. Đi xuống. Lên. Bật cao. Đã luôn. Tiếp tục nào. Cố lên mọi người ơi. Mới được nửa thời gian thôi. Công cuộc đốt bé mỡ, chiến với bé mỡ lâu dài. Cố lên nào hai thanh niên.
Một lần nữa nào. Đi lên. Tuyệt vời. Tiếp tục thôi. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục nha. Vừa đứng rồi, bây giờ nằm xuống thôi. Hai tay sau gáy nào. Rồi, chân lên cao. Bắt đầu bicycle. Đạp chân nào. Đó, gối chạm vào khuỷu tay. Gồng chắc bụng của mình. Hít thở đều mọi người. Cố lên nào. Mỗi người hãy chọn cho mình một cái tốc độ. Nếu bạn có thể thì hãy tập cùng với Thủy, cùng tốc độ của huấn luyện viên. Cùng nghe huấn luyện viên nói. Follow theo Fit You để nhận được những bài tập từ Thủy, từ anh Quang, từ team của Fit You. Rất là chất luôn. Tập với Thủy là bao phê nặng với bụng. Tiếp nào. Hai tay của chúng ta chống lên. Chuẩn bị. Chúng ta sẽ nhấc người lên nha. Nhấc người lên, bắt đầu tay chạm vào mũi chân. Bật lên nào. Nhấc cái mông của mình cao lên. Đá cái chân cao lên nào. Cố lên nào. Hôm nay là một ngày rất là mát mẻ. Thủy và team đang quay ở công viên. Sướng lắm mọi người. Không khí này đi ra ngoài tập luyện thoải mái luôn. Cố lên nào. Cố lên. Cố lên nào. Một. Tiếp nào. Động tác tiếp theo là các bé mỡ ơi. Các chị em hãy chống đầu gối của mình nha. Mình sẽ kết hợp với push up. Đi xuống push up. Mắt nhìn theo tay. Tiếp tục đi xuống. Mở tay. Đi xuống nào. Lên. Mình hạ cả thân người của mình đi xuống nha. Lên. Cố lên nào mọi người. Đừng bỏ cuộc. Nếu mà bạn vẫn chưa làm được cái phần push up ấy, mình cứ hạ người xuống xong rồi nâng người lên. Được chưa ạ? Quay lại nào mọi người. Ok, vậy như là chúng ta đã đi được một phần bài tập rồi. Mọi người thấy Thủy không? Tú đức mồ hôi đầm đìa luôn. Bài tập rất là phê. Thế bạn thì cảm thấy bài tập như thế nào? Hãy comment bình luận xuống để chúng mình được biết nha. Và nhớ rằng là Fit You có một khóa Fit Body giảm mỡ toàn thân, giúp cho mọi người có thể đạt được mục tiêu nhanh nhất về vóc dáng của mình. Muốn độ mông đáo, muốn eo thon, bụng phẳng, tất cả mọi thứ hãy để lại những nhu cầu của bạn. Liên lạc với Fit You ngay để chúng mình có thể đưa đến một cái cơ thể đẹp như bạn mong muốn. Nào, quay trở lại bài tập nhé. Giờ chúng ta sẽ xuống squat kết hợp chạm tay vào đất, được chưa ạ? Sau đó đổi bên. Tiếp tục nào. Chú ý về kỹ thuật squat của mình ấy. Mọi người mở gối theo hướng mũi bàn chân nhá. Thẳng cái lưng của mình. Đừng có ai gù lưng nha. Lên, chúng ta siết chặt mông vào. Đó. 5 giây cuối nào. Rồi, tiếp tục luôn nào. Hai tay ở phía trước nha mọi người. Hai tay ở phía trước, sẵn sàng động tác chưa ạ? Đó, chúng ta sẽ bật chân sang hai bên. Nào, sẵn sàng chị em, bắt đầu. Chỉ có bật thôi. Với những ai mà chúng ta còn đang thừa nhiều cân, chúng ta chỉ cần bước như thế này thôi cũng được. Được chưa ạ? Còn ai mà chúng ta cảm thấy nó nhẹ quá, bật lên đi. Bật lên đi mọi người. Bé mỡ bay xa luôn. Cái chân của mình sẽ bật bằng cái ức chân. Nhón cái gót lên. Bật sẽ rất là dễ dàng luôn. Ok, tiếp tục nha. Nào. Chúng ta ngồi xuống nào. Nào. Tay đưa lên phía trước. Rồi, bước từng chân lên. Một. Bật. Ngồi xuống nào. Lên.
bật nào, đi xuống, lên, bật cao, đã luôn. Tiếp tục nào, cố lên mọi người ơi, mới được nửa thời gian thôi. Công cuộc đốt bé mỡ, chiến với bé mỡ lâu dài. Cố lên nào hai thanh niên, một lần nữa nào, đi lên, tuyệt vời, tiếp tục thôi. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục nha. Vừa đứng rồi, bây giờ nằm xuống thôi. Hai tay sau gáy nào. Rồi, chân lên cao. Bắt đầu, bicycle. Đạp chân nào. Đó, gối chạm vào khuỷu tay. Gồng chắc bụng của mình. Hít thở đều mọi người. Cố lên nào. Mỗi người hãy chọn cho mình một cái tốc độ. Nếu bạn có thể thì hãy tập cùng với Thủy, cùng tốc độ của huấn luyện viên. Cùng nghe huấn luyện viên nói. Follow theo Fit You để nhận được những bài tập từ Thủy, từ anh Quang, từ team của Fit You. Rất là chất luôn. Tập với Thủy là bao phê nặng với bụng. Tiếp nào. Hai tay của chúng ta chống lên. Chuẩn bị. Chúng ta sẽ nhấc người lên nha. Nhấc người lên, bắt đầu tay chạm vào mũi chân. Bật lên nào. Nhấc cái mông của mình cao lên, đá cái chân cao lên nào. Cố lên nào. Hôm nay là một ngày rất là mát mẻ. Thủy và team đang quay ở công viên. Sướng lắm mọi người ạ. Không khí này đi ra ngoài tập luyện thoải mái luôn. Cố lên nào. Cố lên. Cố lên nào. Một. Tiếp nào. Động tác tiếp theo là các bé mỡ ơi, các chị em hãy chống đầu gối của mình nhá. Mình sẽ kết hợp với push up. Đi xuống push up. Mắt nhìn theo tay. Tiếp tục đi xuống. Mở tay. Đi xuống nào. Lên. Mình hạ cả thân người của mình đi xuống nha. Lên. Cố lên nào mọi người. Đừng bỏ cuộc. Nếu mà bạn vẫn chưa làm được cái phần push up ấy, mình cứ hạ người xuống xong rồi nâng người lên. Được chưa ạ? Quay lại nào mọi người. Rồi, tiếp theo là phần thưởng dành cho những người đi được đến cuối video này cùng với Thủy rồi. Nào mọi người đẩy tay lên cao, đan tay vào nhau, đẩy lên cao. Kéo căng tay của mình, giữ lại. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, ép tay của mình nào. Từng bên một, từng bên một. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chúng ta đổi bên nào. Đổi bên. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Xoay tay trả khớp nào. Hai lần nữa. Xoay ngược lại. Wow. Những chị em nào mà chúng ta xoay tay á mà thấy nó kêu khục 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 thì mọi người xem lại về chế độ ăn uống nhá, bổ sung thêm glucosamine nha. Rồi, ok, cho bước chân rộng ra nào. Hai tay, hai cái khuỷu tay của mình đẩy cái đùi ra phía xa. Đó, kéo căng nào. Bây giờ chúng ta vặn người sang bên phải của mình nào. Rồi, đổi bên. Chống cái tay xuống, hạ thấp thân người xuống. Năm giây nữa, 4, 3, 2 và 1. Rồi, mình đi xuống cuối thảm. Hít sâu nâng tay lên. Thở, quận người của mình đi xuống. Bước tay về phía trước nào. Mình về tư thế high plank. Giữ ở đây 5 giây.
5, 4, 3, 2, 1. Đẩy mông lên cao, nhấn cái lưng của mình xuống, hạ cái gót chân, đổ người về phía trước, đặt gối của mình xuống, mắt nhìn lên. Mình đang massage thư giãn cái phần lưng của mình mọi người ạ. Ngủ rất là thoải mái. Rồi mình đổ người ra phía sau. Thêm 10 giây nữa nào. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thu tay về phía người, cuộn người của mình ngồi dậy nào. Yeah, chúc mừng mọi người. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành bài tập ngày hôm nay. Chúc mừng bạn. Như thế là chúng ta đã hoàn thành bài tập ngày hôm nay rồi. Một cuộc chiến rất là quằn quại, rất là cam go, đánh đuổi bé mỡ. Mỗi ngày một chút, mỗi ngày khoảng 15, 20 phút, 45 phút cùng với Fit You. Thì bạn chắc chắn là sẽ có một cơ thể đẹp. Ngoài ra cái việc tập luyện cùng với Fit You hàng ngày thì bạn nên có một chế độ ăn uống về dinh dưỡng đủ đạm, uống đủ nước, được chưa nào? Và với những ai mà còn đang băn khoăn ấy, chúng ta chưa biết bắt đầu đâu, hãy để lại thông tin để chúng mình có thể hỗ trợ bạn nhé. Và nhớ là ấn cái nút quả chuông ở dưới để chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên hơn nhé. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.